Namo Buddhaya. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự. Thiện nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nào. Hôm nay con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Tôn Đức, chư Tăng đệ tử Đức Phật. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học từng bộ kinh, bài kinh 32. Hôm thứ bảy vừa qua chúng ta học về tiểu kinh rừng sừng bò, hay là Ngưu Giác Lâm tiểu kinh. Hôm nay thì chúng ta học đại kinh rừng sừng bò, Ngưu Giác Lâm đại kinh. Thỉnh thoảng có trường hợp hai tựa đề bài kinh giống nhau nhưng mà nội dung thì hoàn toàn khác biệt, như là bài kinh rừng sừng bò này tiểu kinh rừng sừng bò là pháp thoại được Đức Phật thuyết cũng tại cái khu rừng Vua Xin Gán, khi Ngài đi đến đó để thăm ba vị đồ đệ. Anuruddha, Nadiya và Kambila. Kambila. Và Ngài đã hỏi về cái tinh thần hòa hợp của các vị khi mà sống tu tập chung với nhau. Thì mỗi vị trình bày, Đức Phật nghe xong là tán thán. Còn bài
Đại kinh rừng sừng bò này đó, thì những vị tôn giả, những đệ tử Phật là những bậc thinh văn ưu tú như tôn giả Sariputta, tôn giả Mahamoggallana, tôn giả Mahakasapa vân vân. Thì các vị đó vào đêm trăng sáng ở tại cái khu rừng Vô Sinh Giá, các vị đó đã tự mỗi vị nói lên cái quan điểm của mình về vấn đề một vị tỳ kheo như thế nào để làm cho cái khu rừng Vô Sinh Giá được chiếu sáng theo lời yêu cầu, theo câu hỏi của tôn giả Sariputta. Và chính tôn giả Sariputta cũng được tôn giả Moggallana hỏi câu hỏi tương tự, và tôn đã trình bày tất cả những vị này, những vị tôn giả này đã đi đến đảnh lễ Phật và trình bày cho Đức Phật biết mỗi người trả lời như vậy thì ai đúng. Thì Đức Phật Ngài đã tán thán và Ngài cho biết tất cả đều đúng. Và Ngài cũng nói một quan điểm của Ngài, nhưng mà đó như là lời kết luận cho cái đề tài này. Thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe bài kỳ qua cái sự lời giảng giải của Thượng tọa Tuệ Quyền. Và chúng ta cần phải chú ý đến câu trả lời của từng vị tôn giả. Rất thú vị thưa quý vị. Và cuối cùng thì chúng ta chú ý đến lời dạy của Đức Phật về một vị tỳ kheo làm cho chói sáng khu rừng Vô Sinh Giá. Trước nhất, xin mời cô Xuân. Đọc cho chánh kinh, sau đó chúng ta thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền thuyết giảng bài kinh hôm nay. Xin mời cô Nguyễn Xuân. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung bài học. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Matthima Nikaya, bài 32 Đại Kinh Rừng Sừng Bò, Mahagosinga Sutta, phân đoạn 149-150. Cũng như bài kinh trước, kinh số 31, bài kinh này được đặt do liên hệ tới địa danh Gosinga Rừng Sừng Bò là tên một công viên có nhiều cây sao hay cây sala Gosinga Salawana. Có hai khu vườn cùng tên, một ở Nadika, một ở Wesali. Trong một đêm rằm trăng sáng tại rừng Gosinga, có sự hiện diện đông đảo những đệ tử Phật. Trong đó có một số bậc thánh thinh văn ưu tú như tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, tôn giả Mahamoggallana, Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Mahakassapa, Đại Ca Diếp, tôn giả Anuruddha, Ana Lục Đà,
Tôn giả Rewata Libada. Tôn giả Ananda Anan. Thoạt đầu tôn giả Maha Moggallana rủ tôn giả Maha Kassapa Đại Ca Diếp đến chỗ tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất nghe pháp. Tiếp đến, một những vị khác cũng cùng đi. Trong lần họp mặt đông đảo này, tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất đã đưa ra một câu hỏi mang tính cách suy nghĩ cá nhân. Khả ái thay khu rừng Gosiga đêm rằm sáng trăng, cây ta la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Hàng tỷ kheo nào có thể làm chói sáng khu rừng Gosiga? Các bậc cao của đệ tức Thế Tôn lần lượt bày tỏ ý nghĩ dựa trên sở trường, sở đắc bản thân. Sau đó câu chuyện được trình lên Đức Phật, Đấng Thiên Nhân Sư khen tất cả câu trả lời và cũng có câu trả lời riêng của Ngài. 149. Khác biệt nhưng không bất đồng. Cùng là một câu hỏi, cùng là bậc thánh cao của đồ, cao đồ của Đức Phật, nhưng câu trả lời mỗi người mỗi khác. Tôn giả Ananda, hãy đến đây. Thiện lai, tôn giả Ananda, vì thị giả Thế Tôn, vị hầu cần Thế Tôn. Này hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga, đêm rằm sáng trăng, cây ta la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này hiền giả Ananda, hạng tỷ kheo nào có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Văn nghĩa cụ túc nói lên bản hạnh, phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh những pháp ấy. Con xin lỗi. Dạ. Ở đây, hiền giả Sariputta, tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh, hoàn toàn thanh tịnh, những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến, khéo quan sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn nội chúng với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo nào này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Dạ, con xin hỏi là mọi người có nghe? Dạ, không ạ. Thưa quý vị, như cô Nguyên Xuân không có đóng buông mic rồi. Cô Nguyên Xuân có nghe được không? Nếu được xin cô Nguyên Xuân Hoàng Thị cầm mic trở lại. Âm thanh nghe rõ không dạ? Dạ, con cảm ơn đã cho con biết cái âm thanh nghe rõ. Con xin đọc lại phần 149. Khác biệt, các
khác biệt nhưng không bất đồng. Cùng là một câu hỏi, cùng là bậc thánh cao đồ của Đức Phật, nhưng câu trả lời mỗi người mỗi khác. Tôn giả Ananda hãy đến đây, Thiện Lai. Tôn giả Ananda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. Này hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga, đêm rằm sáng trăng, cây ta la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này hiền giả Ananda, hàng tỷ kheo nào có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc nói lên phạm hạnh, hoàn toàn thanh tịnh, những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến, khéo quan sát, vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng với căn cú, văn cú viên dung, lưu loát với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Rewatta. Này hiền giả Rewatta, Tôn giả Ananda đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Rewatta. Này hiền giả Rewatta, khả ái thay ngôi rừng Gosinga vân vân như trên vân vân. Này hiền giả Rewatta, hàng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Riputta, tỷ kheo ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu pháp tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Anuruddha. Này hiền giả Anuruddha, Tôn giả Rewatta đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Anuruddha. Này hiền giả Anuruddha, khả ái thay ngôi rừng Gosinga vân vân như trên vân vân. Này hiền giả Anuruddha, hàng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo với thiên nhãn thanh tịnh, siêu quan sát ngàn thế giới. Này hiền giả Sariputta, ví như một người có mắt lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp, quan sát 1000 đường vòng xung quanh. Cũng vậy, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên quan sát ngàn thế giới. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Mahakassapa. Này hiền giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Kassapa. Này hiền giả Kassapa, khả ái thay ngôi rừng Gosinga vân vân như trên vân vân. Này hiền giả Kassapa, hàng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo tự mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng núi, tự mình sống khất thực và tán thán đời sống khất thực, tự mình mặc y phấn tảo và tán thán hạnh mặc y phấn tảo, tự mình sống với ba y và tán thán hạng ba y, tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục, tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ, tự mình sống độc cư và tán thán hạnh sống độc cư, tự mình sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh không nhiễm thế tục, tự mình tinh tấn, tinh cần tinh tấn và tán thán hạng tinh cần tinh tấn, tự mình thành tựu giới hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình thành tựu thiền định và tán thán sự thành tựu thiền định,
tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ, tự mình thành tựu giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát, tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. Này giả Sariputta, hàng tỷ kheo như thế như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Khi này nghe nói vậy, tôn giả Sariputta nói tôn giả Maha Moggallana, hiền giả Moggallana, tôn giả Maha Kassapa đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Maha Moggallana, này hiền giả Moggallana, khả ái thay khu rừng Gosinga, vân vân như trên, vân vân. Này hiền giả Moggallana, hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, hai tỷ kheo đàm luận về Abhidhamma Atidham. Các vị ấy hỏi nhau câu hỏi, và khi được hỏi các vị trả lời được với nhau, chứ không dừng lại, không trả lời được, và cuộc đàm luận về Pháp được tiếp tục. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Rồi tôn giả Maha Moggallana nói với tôn giả Sariputta, hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo sự giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Sariputta, này hiền giả Sariputta, khả ái thay, khu rừng Gosinga, đêm rằm sáng trăng, cây ta la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Moggallana, tỷ kheo điều phục được tâm, không phải tỷ kheo không điều phục được tâm. Ăn trú quả nào vị ấy muốn ăn trú vào buổi sáng, vị ấy ăn trú quả ấy vào buổi sáng. Ăn trú quả nào vị ấy muốn ăn trú vào buổi trưa, vị ấy ăn trú quả ấy buổi trưa. Ăn trú quả nào vị ấy muốn ăn trú vào buổi chiều, vị ấy ăn trú quả ấy vào buổi chiều. Hiền giả Moggallana, ví như một ốc vị vua hay vị đại thần của vua có một tủ áo đựng đầy những áo có nhiều màu sắc khác nhau, cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp ấy vào buổi sáng, cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi trưa, cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc cặp ấy vào buổi chiều. Cũng vậy, này hiền giả Moggallana, tỷ kheo điều phục được tâm, không phải tỷ kheo không điều phục được tâm. Ăn trú quả nào tỷ kheo ấy muốn ăn trú vào buổi sáng, vì ấy ăn trú quả ấy vào buổi sáng. Ăn trú quả nào tỷ kheo ấy muốn ăn trú vào buổi trưa, vì ấy ăn trú quả ấy vào buổi trưa. Ăn trú quả nào vị tỷ kheo ấy muốn ăn trú vào buổi chiều, vì ấy ăn trú quả ấy vào buổi chiều. Này hiền giả Moggallana, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Rồi tôn giả Sariputta nói với các tôn giả ấy, này chư hiền, chúng ta đã trả lời theo sự giải thích của chúng ta. Chư hiền, chúng ta hãy đi đến chỗ Thế Tôn ở và thuật lại vấn đề này cho Thế Tôn rõ. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Thưa vâng, hiền giả. Những điểm cần nhớ. Tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất là một trong hai thường thủ thinh văn được Đức Phật xác chứng là đệ tử trí tuệ. Tôn giả Maha Moggallana Đại Mục Kiền Liên là một trong hai thường thủ thinh văn được Đức Phật xác chứng là đệ tử đệ nhất trí thần thông. Tôn giả Maha Kassapa Đại Ca Diếp là đại đệ tử Phật được Đức Phật xác chứng là đệ nhất hạnh đầu đà. Tôn giả Anuruddha Ana Luật Đà là đại đệ tử Phật được Đức Phật xác chứng là đệ nhất thiên nhãn. Tôn giả Rewatta Li Bà Đa là đại đệ tử Phật được Đức Phật xác chứng là đệ nhất thiền định. Tôn giả Ananda Anan
là đại đệ tử Phật, được Đức Phật xác chứng là đệ nhất đa văn. 150. Đức Phật cũng có nhận định riêng và chia sẻ chung. Đức Phật lắng nghe từng câu trả lời của chư vị đệ tử, từ tôn giả Sariputta, mỗi câu trả lời, Ngài đều tán thán và cho thấy chư tôn giả đã trả lời một cách đúng đắn như sở trường và suy nghĩ của chính mình. Kinh văn, các tôn giả ấy văn đáp tôn giả Sariputta, rồi những tôn giả ấy đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, tôn giả Rewatta và tôn giả Ananda đến tại chỗ con ở để nghe. Bạch Thế Tôn, con thấy tôn giả Rewatta và tôn giả Ananda từ xa đi đến, thấy vậy con nói với tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda, hãy đến đây, thiện lai tôn giả Ananda. Vị thị giả Thế Tôn, vị hậu cận Thế Tôn, này hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga, đêm rằm, sáng trăng, cây ta la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này hiền giả Ananda, hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Bạch Thế Tôn, được hỏi như vậy, tôn giả Ananda trả lời với con như sau. Ở đây, hiền giả Sariputta, tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phẩm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và giữ gìn kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến khéo quán sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Lành thay Sariputta, nếu trả lời cho được chân chánh, Ananda phải trả lời như vậy. Này Sariputta, Ananda là bậc đa văn, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phẩm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến khéo quán sát, vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng với văn cú viên dung lưu loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, con nói với tôn giả Rewatta, này hiền giả Rewatta, tôn giả Ananda đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Rewatta, này hiền giả Rewatta, khả ái thay ngôi rừng Gosinga vân vân như trên vân vân, này hiền giả Rewatta, hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu tập tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Lành thay Sariputta, nếu trả lời cho được chân chánh, Rewatta phải trả lời như vậy. Này Sariputta, Rewatta ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu tập tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, con nói với tôn giả Aruddhasutta như sau. Này hiền giả Aruddhasutta, tôn giả Rewatta đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Aruddhasutta, này hiền giả Aruddhasutta, khả ái thay ngôi rừng Gosinga vân vân như trên vân vân, này hiền giả Aruddhasutta, hàng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? Bạch Thế Tôn, được nói vậy, tôn giả Aruddhasutta nói với con.
Này hiền giả Sariputta, ở đây tỷ kheo với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới. Này hiền giả Sariputta, ví như một người có mắt lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp rồi quán sát một ngàn đường vòng xung quanh cũng vậy. Này hiền giả Sariputta, tỷ kheo với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Lành thay Sariputta, nếu trả lời cho được chân chánh, Anuruddha phải trả lời như vậy. Này Sariputta, chính Anuruddha với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới. Bạch Thế Tôn, được nói vậy, con nói với tôn giả Maha Kassapa. Này hiền giả Kassapa, tôn giả Anuruddha đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Kassapa. Khả ái thay ngôi rừng Gosinga, vân vân, như trên, vân vân. Này hiền giả Kassapa, hàng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? Bạch Thế Tôn, được nói vậy, tôn giả Maha Kassapa nói với con. Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo tự mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng núi. Tự mình sống khất thực và tán thán đời sống khất thực. Tự mình mặc y phóng tảo và tán thán hạnh mặc y phóng tảo. Tự mình sống với ba y và tán thán hạnh ba y. Tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục. Tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ. Tự mình sống độc cư và tán thán hạnh độc cư. Tự mình sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh không nhiễm thế tục. Tự mình tinh cần tinh tấn và tán thán hạnh tinh cần tinh tấn. Tự mình thành tựu giới hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh. Tự mình thành tựu thiền định và tán thán sự thành tựu thiền định. Tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ. Tự mình giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát. Tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo ấy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Lành thay Sariputta, nếu trả lời cho được chân chánh, Kassapa phải trả lời như vậy. Này Sariputta, Kassapa tự mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng núi. Tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. Bạch Thế Tôn, được nói vậy, con nói với tôn giả Maha Moggallana. Hiền giả Moggallana, tôn giả Maha Kassapa đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Maha Moggallana. Này hiền giả Moggallana, khả ái thay khu rừng Gosinga, vân vân. Như trên vân vân. Này hiền giả Moggallana, hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Bạch Thế Tôn, được nói vậy, tôn giả Maha Moggallana nói với con. Ở đây, này hiền giả Sariputta, hai tỷ kheo đàm luận về Abhidhamma Atidham. Họ hỏi nhau câu hỏi và khi được hỏi họ trả lời được với nhau chứ không dừng lại vì không trả lời được, và cuộc đàm luận về pháp của họ được tiếp tục. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Lành thay Sariputta, nếu trả lời cho được chân chánh, Moggallana phải trả lời như vậy. Này Sariputta, Moggallana là bậc thuyết về chánh pháp. Được nói vậy, tôn giả Maha Moggallana bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nói với tôn giả Sariputta như sau. Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo sự giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi tôn giả Sariputta. Này hiền giả Sariputta, khả ái thay khu rừng Gosinga, đêm rằm sáng trăng, cây ta la trổ hoa cùng khắp, hương trời như tỏa rộng khắp nơi. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga?
Bạch Thế Tôn, được nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với con: ở đây, này hiền giả Moggallana, tỷ kheo điều phục được tâm, không phải theo không điều phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng. An trú quả nào vị ấy an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào buổi trưa. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Hiền giả Moggallana, ví như một vị vua hay vị đại thần của vua có một tủ áo đựng đầy những áo có nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp ấy vào buổi sáng. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, nhà vua mặc cặp ấy vào buổi trưa. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc cặp ấy vào buổi chiều. Cũng vậy, này hiền giả Moggallana, tỷ kheo điều phục được tâm, không phải tỷ kheo không điều phục được tâm. An trú quả nào tỷ kheo ấy muốn an trú vào buổi sáng, tỷ kheo ấy an trú quả ấy vào buổi sáng. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào buổi trưa. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Này hiền giả Moggallana, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Lành thay, Moggallana, nếu trả lời cho được chân chánh, Sariputta phải trả lời như vậy. Này Moggallana, Sariputta điều phục được tâm, không phải Sariputta không điều phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào buổi trưa. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Khi được nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, vị nào đã khéo trả lời câu hỏi được đặt ra? Này Sariputta, tất cả đều lần lượt khéo trả lời. Và này, các ông hãy nghe ta nói, hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này Sariputta, tỷ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực về, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt và nghĩ rằng: ta sẽ không bỏ ngồi kiết già này cho đến khi tâm ta được khéo giải thoát các lạc hoặc, không có chấp thủ. Này Sariputta, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tôn giả ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Nên cẩn thận, các bậc thánh thinh văn trả lời dựa trên sở trường, sở đắc, sở hành cá nhân. Bậc đạo sư đưa ra hình ảnh của một tỳ kheo trong giai đoạn tu tập, sống với tinh cần nhiếp quán thân tâm. Không phải câu hỏi nào cũng cần một câu hỏi trả lời dứt khoát. Điểm thú vị ở đây là khi Đức Thế Tôn khen các câu trả lời, Ngài dùng mệnh đề. Nói một cách chân chánh có nghĩa là trải lòng một cách chân chánh từ sở chứng, sở trường, tánh hạnh cá nhân thì câu trả lời phải như vậy. Có thể tạm hiểu như trong thế giới nghệ thuật, một nghệ nhân khéo phô diễn tư tưởng của mình thì tác phẩm có giá trị, nhưng không thể nói là có một bức tranh nào là đệ nhất. Đây là cái nhìn rộng và dung dị vượt khỏi tính cách cục bộ. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ thưa, phần nội dung chính cánh chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Dư thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sự siêu thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Bất Tân, thượng tọa Minh Hạnh, đến Đức Phật tính, đến Đức Từ Bi, siêu quang thông cùng sư tăng đang hiện diện, thượng trạng đến quý tu đệ tử và sinh một đạo vào thời gian.
Arahang Sama Samutho Phakawa Putang Phakawanta Apiwa Dimiswakato Phakawata Tamo Thamang Namasami Spatipano Phakawato Sava Vasanko Sankhya Namami. Đệ tử thành kính năm lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng nguyện cầu về tâm bảo gia hội đến chư tôn đức tăng cùng hội thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. À, dạ kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng một bài kinh cũng tương đối, nhưng ở đó trong bài kinh Sừng Bò, 32 đại kinh Sừng Bò mà chúng ta được học hôm nay đã nói lên cho tất cả chúng ta như là một cái lời chúc kết của Thượng Nguyên Cảnh. Tất cả sự trình bày của từng các vị nhị vị thượng thủ thinh văn, ngày một ngày Sariputta, ngày Amoghalana, và sau từng tự đó ngày Anan, ngày Rihuta, ngày Kasipa và ngày Anuruddha, tất cả mọi vị đều nói lên sự trường của mình, sở đắc sở chứng của mình. Quả thật như vậy, chúng ta đọc kinh văn thì chúng ta nghe nhiều từng cái sở đắc của các vị được trong một kinh Tăng Chi Bộ, thì đệ nhất về thần thông, đệ nhất về trí tuệ là ngài Xá Lợi Phất, đệ nhất về thần thông là ngài Moggallana, đệ nhất về thiền định là ngài Rihuta, đệ nhất về đa văn là ngài Anan, đệ nhất về thiên nhãn là ngài Anuruddha, và đệ nhất về Hạnh Lâu Đà tức là ngài Mahakasipa. Kinh văn đã dạy như vậy, ở trong Tăng Chi cũng đã xác định rõ một cách như vậy. Và trong một duyên sự mà thật sự là hữu tình, đêm rằm trăng sáng tại rừng vô sinh ra, mà sự hiện diện được đông đảo tới các bậc thánh cao đồ, đây là một của một dịp phải nói là gọi là con một không hai trong cuộc đời này. Có thể nói qua các câu trả lời được Đức Phật xác chứng ở đó cũng đã để lại cho tất cả chúng ta một cái nhìn trong cái quá trình chúng ta học hiểu, trong cái quá trình chúng ta tiến tu. Chúng ta không thể nói rằng sở đắc sở chứng sở hiểu của mình là như vậy và cái của người ta nó không phải là đúng, rồi người ta là sai, của mình là đúng, vân vân. Hay một người học về Phật thì luôn luôn cho pháp học là tuyệt đối, một người chuyên về thực hành thì luôn luôn cho pháp hành là tuyệt đối, vân vân. Mà đôi khi chúng ta có một sự chống trái với nhau, nó không đúng. Sự thật cái việc tu tập, nếu chúng ta hiểu biết một cách rõ ràng, đã được lột tả một cách đầy đủ, một vị tỳ kheo làm chói sáng khu rừng vô sinh giá, trên cái nhìn của ngài A Nan thì ngài nói rằng ở đây nếu như nó có một người mà nghe nhiều học rộng, thọ trì giữ gìn những điều được nghe, mà vị ấy có khả năng quán diễn hiểu biết rõ ràng những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, quan niệm cụ túc, vân vân, và vị ấy có thể quán diễn được cho tứ chúng với văn nghĩa cụ túc lưu lót viên dung, và với mục đích là cho tất cả đoạn trừ tiền nguyên phiền não. Thì cái nhìn của ngài A Nan là cái sở trường sở tâm sở tánh của mình, bởi vì đại nhất về đa văn mà. Quý vị biết ngài A Nan ngài bạch với Phật Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn thuyết giảng những gì con xin được thọ trì, những nơi nào con không được nghe thì xin Thế Tôn hãy nói lại cho con nghe. Thì trên cái tinh thần mà ngài ham học ham hiểu và cầu học cầu hiểu để thành một cái tính đa văn
mà xem như là một kho tàng pháp bảo, chính là ngã này. Và cái nhìn của Ngài thì cái nhìn của cái gì? Của người phải có sự hiểu biết một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp, một cách viên dung, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Kính thưa quý vị, chúng ta nghe nhiều chứ chưa chắc chúng ta nhớ nhiều. Chúng ta học nhiều chứ chưa chắc chúng ta nhớ nhiều. Chúng ta nhớ những gì chúng ta học. Chúng ta đã nghe qua rồi, rất là khó nhớ những gì chúng ta đã nghe. Bởi vì cái học của chúng ta đã học, thì chúng ta khó có nhớ những gì chúng ta đã học. Hay chúng ta không có tiêu hóa hết những gì mà chúng ta đã học. Không có dễ dàng. Mà nếu như ai mà thành tựu được như vậy thì xem như là người ấy hết sức tuyệt vời. Mà đứng trên tinh thần của chư hiền thánh tăng ngày xưa ở rừng Vô Sĩ Na, thì một con người mà học được, hiểu được, nghe được, thọ trì được, nhớ được và đa văn coi như văn nghĩa cụ túc như vậy, có thể quản diện một cách tốt đẹp, một cách lưu loát và mục đích đưa đến đoạn trừ tìm nên, thì người đó xem như là chói sáng khu rừng Vô Sĩ Na. Một tỷ kheo làm được như vậy thì trên cái nhìn của Ngài Anan là như thế. Ở đây tức là muốn nói rằng một vị tỷ kheo phải có sự thọ trì đầy đủ, căn bản, tốt đẹp pháp và luật này, giới đoạn đầu, đoạn giữa, giới định tuệ đoạn đầu, đoạn cuối, phải được thọ trì, phải được chăm chút một cách đầy đủ và tốt đẹp. Ở đây cái của Ngài A Nan muốn là phải bài bản, phải tường tận, thì như thế thì sẽ chói sáng khu rừng Vô Sĩ Na. Thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài vẫn tán thán lời nói của Ngài, của A Nan đa này sẽ là Phật, đó là đúng, đó là phải, chính xác. Thì như là sư phụ thầy siêu đã dẫn nhập từ đầu thì chúng ta nghe một câu hỏi, nhưng cái sự trả lời nó khác nhau. Đến vị thứ hai, Ngài Revata được ngài sẽ là Phật hỏi. Thì cái đời sống của Ngài thích thiền định, an trú tâm, gom tâm vào chánh định hay chánh niệm, thích sống an trú trong thiền định. Vô thích với cái đời sống thiền định, độc cư nhàn tịnh, và chỉ biết những cái nơi khu tịch thôi, không có lưu tới cái nơi đông đảo, chỉ biết ở trong cái chỗ thực tịnh của ở chỗ thực tịnh của mình thôi. Thì như thế, nếu như ai mà có một cái sự tu tập về thiền định như vậy thì người ấy sẽ làm chói sáng. Thì ở trong kinh Đức Phật này cũng tán thán nhiều lần, ai mà có cái tâm tu tập, có cái tâm thành tựu, chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền, chứng đắc được sau khi tu tập chứng đắc được sơ nhị tam tứ đạo quả vân vân, thì người ấy thành tựu và người ấy thật chói sáng, người ấy thật tuyệt vời. Đối với vị tỳ kheo, nếu như trong quá trình tiến tu, trong quá trình tu tập của chính mình mà mình thành tựu được, mình thành đạo được pháp hành một cách căn bản tốt đẹp, thì xem như, kính thưa quý vị, là chúng ta đã được trọn vẹn Phật cho cuộc đời tu của chính mình. Nếu như chúng ta tu tập một cách đúng đắn,
và chúng ta thực hành cái thiền định một cách chốt ráo và rõ ràng, thì xem như cái đời tu của chúng ta nó không có ổn. Bởi vì cái đời sống tu tập cần phải quay về cái sự giá trị của sự thực hành thiền định, là thiền chỉ hay thiền quán. Đó là chỉ có con đường đó mới chấm dứt, mới đoạn khổ diệt khổ. Thì trên cái nhìn về cái sở trường và cái thường tu, cái chủng tu của Ngài Lê Quá Tá Đi Bà Đá, Ngài muốn tu, muốn thành tựu, thì mong tất cả mọi người thành tựu như chính Ngài đã thành tựu. Cho nên cái giác tánh của Ngài và cái đấy nhất của Ngài đó, cái hướng tu của Ngài đó, cái ý chí, cái lý tưởng của Ngài đó, nó là như thế. Đức Phật Ngài cũng nói, à thì đó chính là, thì Ngài cũng xác nhận, quả thật đó chính là cái điều mà Ngài sẽ đến với ta. Đó chính là đúng đắn, đó chính là quả thật là chính xác như thế. Kính thưa quý vị, nếu như cái đời sống tu mà không có sự nếm trải, không có sự thực nghiệm, thì xem như chúng ta đã bỏ sót, chúng ta có lỗi với chính mình trong cuộc sống tu tập hiện hữu. Cái cách thực hành thiền định, tự nhiên chúng ta đã biết, chúng ta đã hiểu, chúng ta có thể là tu tập bằng cách thực nghiệm, bằng cách quán xét, bằng cách ngồi, bằng cách đứng, hay tu tập về thiền chỉ hoặc thiền quán. Nhưng làm sao cho tâm của chúng ta được định trụ một chỗ, hay là tâm có chánh niệm, không có bị phóng dật ngự trị. Mà khi tâm không có bị phóng dật ngự trị, nó tâm thiện, tâm là tâm tu, tâm là tâm tu. Một người nếu như bị sự dẫn dắt của phóng dật thì sẽ đau khổ, thì xem như là màn tối đêm. Còn ở đây, nếu như ngài thành tựu về thiền định hay là thiền quán, thì xem như người ấy sẽ chói sáng cả khu rừng vua sinh gá, vốn tỳ kheo làm như vậy. Và nếu như thành tựu về pháp hành này, thì xem như chúng ta đã tự chói sáng mình và cho những người làm cái ánh sáng đó xuyên qua những người xung quanh. Rồi chúng ta thấy đối với cái tinh thần của Ngài Lê Quá Tá đã trả lời như vậy: xá thú sanh, xá thú lành. Ngài Tôn Giả A Nan thật sự là hoan hỷ khi được nghe các vị hiền giả của mình trả lời như vậy. Cái đời sống tịnh cư, đời sống tịnh cư, nội tâm mà tu tập tịnh chỉ, không gián đoạn mà thành tựu quán hạnh, không lui tới cái chỗ đông đảo, chỉ đến những chỗ tịch tịnh, thì sẽ đối với ta thấy cái điều đó là rất là xa thú lành thay. Rồi ngày Anuruddha, xin lỗi, ngày Sariputta mới đi đến ngày Anuruddha A Nậu Đà La. A Nậu Đà La tam niệu tam bồ đề, thật là đúng gì cái sự nhân của ngài đó. A Nậu Đà La này là ngài là đệ nhất về thiên nhãn, là vị cuối cùng đếm bước khi Đức Phật xả bỏ báo thân, nhiệt độ niết bàn. Ngài quan sát từ khi Đức Phật ngài nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập vô biên thức, vô biên vô số, phi tưởng niệm tưởng xứ, bắt đầu nhập ngược, nhập xuôi, cuối cùng bắt đầu đến một độ thì ngài Anuruddha không nhập, không quan sát được nữa. Lúc đó Đức Phật ngài nhập niết bàn thì ngài Anuruddha không thể kiểm soát được. Thì cái việc đấy nhất về thiên nhãn, cái thiên nhãn chúng ta gọi là đều quan chắc khú á, thì ở đây
phải với cái nhìn, bằng cái nhìn của con mắt, bằng cái nhìn của pháp nhãn, bằng cái nhìn của sự sự tịch tịnh, của cái sự đoạn diệt, của cái sự chấm dứt sinh tử đau khổ. Con mắt này là con mắt đã không còn vướng bụi. Cái pháp nhãn của chính Ngài, đó chính là cái pháp nhãn mà nó đầy đủ, nó tốt đẹp. Hay là cái thi nhãn của chính Ngài là cái thi nhãn của vị đã thành tựu, của vị đã đắc chứng. Những pháp của Đức Phật, tất những vị này đều là những vị chúng ta nhớ là thành tựu ở vị thánh đạo thánh quả một cách tuyệt đối. Các ngài có thể luyện thông, các ngài có thể chứng thông một cách tường tận, đặc biệt là ngài Anuruddha. Cho nên cái pháp mà tại sao chúng ta thấy chỉ là thiên nhãn mà lại làm chói sáng. Một vị có thiên nhãn, cái mắt này chúng ta tạm gọi cho nó dễ hiểu, tức là như là mắt thần. Mắt thần thì chúng ta nói thần thì nó có cái quay lên của này nó chứ sự tất cả. Cái mắt này nhìn suốt tam giới, thông suốt tam giới, như thế nó không có khoảng dừng. Nhưng dĩ nhiên cũng không thể nào mà nhìn một cách chu đáo cả tam giới như cái nhìn của Đức Phật được, trong khắp cùng pháp giới chúng sinh này. Nhưng phải nói rằng là ngoài Phật ra, cái con mắt mà nhìn xuyên, nhìn thấu cả tam giới thì chỉ có ngài Anuruddha này, tức cả Anuruddha tam niệu tam bồ đề và mô Phật. Thì chúng ta mới thấy rằng như thế đó, thì ngài Anuruddha mới nói rằng là thì như vậy, nếu mà ai mà nhìn được như vậy đó, như là người mà đứng trên lầu á, một con mắt mà đứng lên một cái lầu đẹp á, thì quan sát xung quanh á, quan sát một ngàn cái đường vòng quanh, nhìn mà thấy tất cả một ngàn đường. Chúng ta nhớ nha, nhìn thấy một ngàn đường như vậy. Thì ở đây thì con người như vậy đó là con người làm chói sáng khu rừng vô sĩ nhà. Cái sự tu tập của chúng ta đó, trong đời sống hiện tại, nếu chúng ta có sự tu tập chúng ta chứng đắc sơ thiền cũng là một điều khó. Chứng đắc sơ thiền, hay là chúng ta ly dục đi ác bất thiện pháp, cái chuyện ly dục đi ác bất thiện pháp không dễ dàng. Chứng và đủ sơ thiền một cách ta Hy Lạp do ly dục sanh. Cái lý dục sanh, lý dục dù trong tạm thời vẽ chứng đắc sơ thiền. Một cái nhìn như thế đã là tuyệt vời. Thì chúng ta thấy một người mà nếu như mà có khả năng mà xuất nhập sơ nhị tam tứ một cách dễ dàng, và nhìn pháp giới hữu tình này bằng một cái con mắt, bằng một con mắt thiền định, bằng một con mắt coi như là trời quán, thì không dễ dàng có mặt người thứ hai tương đương thật khó. Và người như thế trên hỏi được chói sáng khu rừng vô sinh này. Ngày hôm nay một người nào tu tập mà chứng đắc sơ thiền cũng đã khó, cũng đã là nổi danh nổi tiếng. Và một người mà có thể nội chỉ, chúng ta thấy một người, có một số người tu tập người ta chỉ chứng đắc một chút xíu thôi, hay là người ta có khả năng một chút xíu thôi, thì chúng ta thấy cũng là đặc biệt rồi. Thì dĩ nhiên những người mà tu tập về thiền định có sự chứng đắc thì không thể khoe được, nếu mà khoe thì nó mất đi cái hiệu lực, cho nó biết thiền
Bởi vì do tham ái khởi sinh lên thì sự hoại thiện. Nhưng nếu người ấy còn có một sự tu tập tịnh tu tốt đẹp mà vị ấy chứng đắc thì chư thiên và loài người rất là mến mộ. Và kính thưa quý vị, đến ngày Anuruddha đã trả lời như vậy, rồi ngày Kassapa, xin lỗi ngày Sariputta mới nói với ngài, đi đến ngày Moggallana. Xin lỗi, đi đến ngày Kassapa, mới hỏi ngày Kassapa. Thông cho Anuruddha đã nói về cái sự sáng chói của đường ngũ sinh ra nó là như vậy, còn theo tôn giả Kassapa thì như thế nào? Thì tôn giả Kassapa mới khẳng định, ai sống ở núi rừng tán thán cái đời sống núi rừng, tự mình khất thực, và tán thán cái đời sống khất thực, tự mình mặc y phấn tảo, rồi tự mình thiểu dục, rồi tự mình tán thán đời sống thiểu dục đó, sống độc cư và không nhiễm thế tục, tán thán cái hạnh không nhiễm thế tục, tinh cần tinh tấn tu tập giới hạnh một cách đầy đủ tốt đẹp, và vị ấy sẽ thành tựu giải thoát. Từ cái sự tu tập viên mãn một cách như thế đó thì ta nói rằng đó chính là người có thể làm chỗ sáng của đường ngũ sinh ra. Thì kính thưa quý vị, ngài Kassapa là vị đệ nhất về đầu đà, mà cái chữ thuốc tăng giá đầu đà có nghĩa là cái pháp mà làm cho nó thiêu đốt cái phiền não. Thưa quý vị, là thiêu đốt cái phiền não, thiêu đốt những cái tâm khởi sinh lên cái phiền não. Cho nên từ cách ăn, cách mặc, cách nói, cách đứng, cách đi, cách nằm, cách ngồi của vị đó nó khác hơn. Vị đó ấy sống trong sự thiểu dục. Ví dụ như cái ăn trong bát chỉ ăn một lần, hay là thọ thực chỉ là thọ thực, coi như là một lần, một vị ấy coi như là ngăn với đi nằm, chỉ ngồi không ngủ, nhận bát ở nơi và vị ấy đi về, vân vân. Hay vị ấy mặc những cái y mà y gọi là phấn tẩu y, pascula, tức y mà lụm ở tha ma mậu địa về, hay là vải lụm ở tha ma mậu địa về kết thành là y. Y đó là y hoại sắc, y hoại sắc mà nó phải đúng đắn, chứ không phải là cái y mà cứ như là nạp vô nhiều mảnh, nhiều vải, cái đó là chúng ta gọi là cái y bá nạp, gọi là y bá nạp, chứ không phải là cái y đúng, gọi là chính cái y mà chúng ta gọi là cái y mà chính của Phật. Cái y chính của Phật đó chính là cái y đó được may một cách đúng đắn, một cách đầy đủ, thì đó chính là cái y đó phải được sau khi những cái giải dơ là mở tha mang nghĩa địa đem về, và vị ấy giặt và mai lại thành cái lá y đúng với cái điều luật. Ngày hôm nay có một số vị người ta muốn mặc cái y gọi là ngoại sắc á, cái vị ấy lụm một số cái tấm vải này, cái tấm vải nọ mới đắp mới lên chiếc y. Có một lần chúng tôi biết một vị thì một cũng một vị thì kheo đó, vị ấy cũng mới tu, mặc cái lá y lên thì trên cái lá y đó vị ấy mới tấp thêm từng miếng làm mặc, thì vị ấy tu đầu đà. Thì chúng tôi mới nói trời ơi, đức Phật cái buổi này y phấn tảo á, nó cũng phải may đúng điều, chứ người ta may đúng điều rồi á, thì tự nhiên cái siêu nhuộm cái mùi nữa, nó cái màu nó đã lạ, nó đã dị rồi, còn đắp thêm vài tấm vải chỗ này, vài tấm vải chỗ kia,
thì cái đó là nó phá đi cái điều luật mà y ngũ điều hay là y thất điều của Đức Phật ngài dạy, vậy nó không có được. Vậy nói câu cái người nghe mình chớ giới luôn, quý vị cũng đi bên nước ngoài nữa không, con gặp các vị lớn sao các vị lớn không nói, sao để Đức nói? Tôi nói thì trên cái tinh thần giới luật, cái tinh thần luật vậy đó, cái chứ phải đúng chứ phải y chứ nó sai thì là được. Thì vì ấy mình đem các vị lớn hơn mình ra nói thì thôi, tại vì thì tùy duyên thì thôi, xem như sự nghe các vị lớn không nói là sự cho là đúng, cũng đó là tùy duyên sự. Nhưng tôi nói trên cái tinh thần mặc y, nếu mặc y mà thì nó phải đúng điều, nó phải đúng cách, chứ không phải mà mặc muốn mặc sao mặc, nó muốn làm sao làm. Thì tinh thần của tôi vậy đó. Thì thôi thì chúng tôi có nói như vậy cho quý vị biết là cái gì, không phải là mặc y nghèo nghèo khổ khổ, đó mới là tịnh tu đâu, đó mới là chối sáng đâu, phải vậy. Mà cái quý vị nhớ cái đệ nhất về cái đầu đà Đức Phật ngài dạy đối với một cái tác phong của một vị tỳ kheo, nó phải tương tác cái học giới cái sức khi chúng ta, tức là cái ứng dụng pháp, cái ăn mặc như thế nào nó đúng đắn, nghèo cho sạch mà rách cho thơm. Dạ, chúng tôi thường nói chúng phải có kiểu như coi như giả đầu đà, coi như là dơ dơ hôi hôi, đi chân đất đó coi như là đen đen, coi như hôi hôi dơ dơ, coi như là bốc mùi chút xíu thì chắc có lẽ mình nghĩ vậy mới là chân tu, như vậy mới là đúng đắn. Thì cái nhìn này chúng ta phải xét lại. Một cái người đệ tử của Phật á, một cái người mà một pháp tướng sa môn, không phải xe xua trau chuốt bằng những cái y áo cái Phật của thầy tỳ kheo đắt tiền, gấm hoa lụa là không phải cần thiết như vậy, nhưng cũng không phải là cái y mà nó không đúng đắn, cho dơ dơ, cho đen đen, cho hôi hôi thì cũng đúng. Cái màu sắc phải như thế nào một cách rõ ràng, chứ không phải là muốn mặc bằng nào mà muốn đen đen sao đen, muốn hôi hôi dơ dơ. Cái đó phải là không có tinh thần thượng tôn pháp luật của Phật. Thì kính thưa quý vị, ngày Kaspa là vị thượng thủ, là một trong những vị cao đồ bậc nhất của Đức Phật về hạnh đầu đà. Cái cách trình bày của chính ngài và cái thiên hướng, cái lý tưởng của chính ngài trình bày lên, nói rằng ai là người mà nếu như mà làm chối sáng bằng cách, tức là tu tập cái hạnh khất thực, tu tập cái hạnh bậc y phấn tạo, chỉ là một y, chỉ là tam y, tức là y tăng già lê, y nộ, y vai trái, tam y. Dạ. Như vậy đó, sống tinh cần tinh tấn và độc cư thiền định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu trí kiến. Thì như thế thì cái thiên hướng và cái lý tưởng, cái chúng ta, tức là cái nhìn của ngài, cái thường tu của ngài, cái lý tưởng, cái thiên hướng tu của chính ngài Kaspa là như vậy, ngài Kaspa là như vậy, và ngài Xá Lợi Phất cũng xa thú lành thai. Và tiếp tục đến hỏi ngài Mahamogalana, ngài Mục Kiền Liên. Xá Lợi Phất hỏi, tiếp tục hỏi ngài Mục Kiền Liên. Thì ngài Mục Kiền Liên mới trả lời, đây là một điều mà chúng ta cần lưu ý. Nếu như ai có đủ, nếu như 22 vị tỳ kheo mà đàm luận về A Tỳ Đàm, vì ấy hỏi những câu hỏi với nhau, hỏi mà không có dừng lại, tức là hỏi đáp một cách lưu loát, một cách đầy đủ, cái cuộc đàm luận của cuộc đàm thoại được tiếp tục một cách liên tục như vậy, thì kính thưa quý vị, thì đến cái nhìn của ngài Mô Cái La Na thì nói như vậy cũng nghĩa là rất là chói sáng, bởi vì có nghĩa là võ công thượng thừa. Chúng ta tự đối như là ví dụ pháp như là một võ công thượng thừa vậy đó, mà được hai vị thi chuyển nhau nói lên những cái lý pháp nó nhiệm màu như vậy thì thật sự là khủng khiếp, thật sự là rất là tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị,
Nói đến đây, chúng ta thấy các vị mà có sự trả lời, có sự hiểu biết, có sự thông hiểu về vi diệu pháp. Bởi vì sao? Chính Ngài, Ngài Mokkhanana, Ngài Mục Kiền Liên là một nhị vị chuyên về, như đã nói, về thuyết giảng, cũng là về thuyết giảng. Cho nên Ngài, Ngài hướng tâm tới cái gì? Đến một cái trí mà trí tư. Tuy là một vị về thể, về thần thông, những cái tính trí tư nó như vậy đó quý vị. Cho nên Ngài Ma Mokkhalana, Ngài mới cho rằng cái ngày ở ngày một kiện liên, Ngài cho rằng nếu như một vị, hai vị mà chúng tôi là sống hùng kỳ hiệp như vậy đó, thì phải nói rằng là tối sáng khu rừng vô sinh ra. Mà điều này không dễ dàng có thể gặp được. Thì ở đây chúng ta thấy, với tất cả nếu như thông hiểu về thượng tầng của giáo lý như vậy, thì vị ấy nếu mà được thông suốt như vậy, thì phải có một sự tu tập, và có một sự học hiểu, và có một sự tu tập, có một sự an trú, có một sự thể nhập ở trong cái giáo pháp rất là mạnh mẽ. An trú, thiền tinh, thẩm nghiệm cái Phật pháp thì mới trả lời một cách đầy đủ, một cách thông suốt, một cách viên dung được, một cách liên tục được. Thì trên cái nhìn của Ngài, của Ngài Mokkhalana, như vậy thì sẽ chói sáng của rừng Gosinga. Thì kính thưa quý vị, cuối cùng thì Ngài Mokkhalana, Ngài mới hỏi lại Ngài Sariputta, vậy thì riêng về hiền giả thì đã sao, tôn giả thì như thế nào? Tất cả đã trả lời như vậy rồi, riêng về tôn giả thì sao? Thì Ngài trả lời, thì tôn chính Ngài một ngày, Ngài Xá Lợi Phất thì mới trả lời, Ngài tán thán, đối với ai mà có cái gì, ai điều phục được tâm. Cái tâm được điều phục lợi ích lớn, tâm được điều phục mang đến quả lợi ích lớn. Ở trong Kinh Tăng Chi cũng đã dạy điều này, điều phục được tâm sẽ đưa đến quả lớn, lợi ích lớn. Đức Phật Ngài đã thuyết giảng như vậy. Mà điều phục tâm ở đây có nghĩa là nếu điều phục được tâm, tức là đẹp, tức là tâm đó đã được chỉnh thẳng, tâm đó đã được uốn nắn, tâm đó đã được tu tập, tâm đó được thành tựu, tâm đó được viên mãn, thì thời vị ấy có thể chứng đắc các tầng thiền, hay là vị ấy thành tựu đạo quả và giải thoát. Tâm được điều phục thì kính thưa quý vị, thì khi mà vị ấy đã chứng thiền hay là chứng đạo quả rồi đó, thì vị ấy muốn vận dụng cái khả năng nhập xuất thiền hay là nhập xuất định một cách dễ dàng ở bất cứ khi nào và lúc nào, và vì quý vị muốn hưởng được cái thiền lạc, khi tâm được điều phục thì khi tâm ác bất thiện được lội sạch, được điều phục, được diệt trừ, ngay cả được đè nén dầu cho là tạm thời thì cũng là tốt đẹp. Thì vị ấy chứng đắc một cái quả vị nào? Sơ thiền thì có thể nhập về sơ thiền, nhị thiền có thể nhập nhị thiền, tam thiền, vị chứng tam thiền thì có thể nhập được tam thiền, vị chứng tứ thiền vị ấy có thể nhập về tứ thiền, vị ấy chứng sơ đạo thì thành tựu được sơ đạo, thành tựu được sơ quả, vị ấy an lạc trong sơ đạo sơ quả, an lạc trong nhị đạo nhị quả, an lạc trong tam đạo tam quả, an lạc trong tứ đạo tứ quả, vị ấy an trú trong pháp tính, cái thể tính của mình là chứng đắc. Mà một sự tu tập một cách viên mãn, có đầy đủ như thế này thì kính thú đi còn cái gì gọi là cho bằng nữa. Thì Ngài Xá Lợi Phất rất là tuyệt vời, tất cả đều trả lời một hướng, một tinh thần như vậy, thì đi đến Đức Phật để yêu cầu theo tất cả chúng ta đi đến Thế Tôn. Thế Tôn trả lời như thế nào, tất cả chúng ta thọ trì như thế nào. Ở đây không phải là Ngài một vị tướng quân chánh pháp bậc nhất, mà Ngài phủ quyết tất cả các vị còn lại, hay là Ngài Mục Kiền Liên, hay là Ngài Cái Sa Bá,
là những vị, hay là ngài A Nan Đa Văn Đệ Nhất nói rằng ta như vậy là đã đủ rồi, có như thấy nó nữa không, các vị sẽ không bằng ta. Ở đây dạy cho tất cả chúng ta một bài học, cái nhìn của người là cái nhìn như vậy, con đường nào nó cũng về La Mã. Ở đây đúng như vậy, con đường nào rồi cũng về bờ giác ngộ, nhưng phải có những con đường rõ ràng, chứ không phải là con đường nào cũng về La Mã. Con đường đó là con đường nào, chúng ta đừng có nghĩ một cách chung chung như vậy. Mà chính ở đây đó, tất cả những câu trả lời này nó đều không vượt ngoài cái 37 pháp trợ đạo Bồ Đề, không vượt ngoài cái thân thọ tâm và pháp quán, nó không vượt ngoài cái bát chánh đạo, không vượt ngoài cái giới định và tuệ học. Chỉ có những con đường này mới đưa về bờ giác, mới đưa đến sự chấm dứt sinh tử đau khổ. Đó rằng con đường nào cũng về bờ giác, cho nên ai tu sao cũng được, ai muốn làm sao là thôi, coi như làm lành lánh dữ, tu tu hiền hiền, như vậy là tâm hiền tâm lành, cái như vậy cái đóng mộc đó chính là tâm Phật cả, không khỏi. Tâm hiền tâm thiện tâm lành, trước khi chúng ta nói tâm Phật cũng có đó, người ấy đã giác ngộ. Giác ngộ nó có hai cái giác ngộ, tức là cái hiểu biết người ta từ bỏ một chút xíu, cái hiểu biết rồi người ta không dám làm nữa, thì coi là giác ngộ, nó hiểu biết một cách tạm thời, và cuối cùng là giác ngộ thì bị ấy bỏ, buông bỏ, và bị ấy hiểu được một cách tường tận, một cách đúng đắn, một cách chính xác, và chấm dứt sinh tử đau khổ, thì như thế mới gọi là cái giác ngộ. Thì kính thưa quý vị, muốn nói ở đây thì Đức Phật đi đến Đức Phật ngài nghe cái sự trình bày trùng thuật lại của các vị, và Đức Phật ngài tán thán tất cả đều đúng, tất cả đều tuyệt vời, tất cả đều tốt đẹp. Nhưng ở đây chính là ngài nói lên là một lời khẳng định đến cái sự tu tập của tất cả. Đối với một người tỳ kheo mà tu tập, sau khi đi khất thực về, sau khi thọ thực ngồi chiếc già lưng thẳng, để niệm trước mặt và nghĩ rằng ta sẽ không từ bỏ cái kiếp già, không từ bỏ cái việc tu tập, cái lý tưởng này cho đến khi nào tất cả chúng ta giải thoát. Cứ ở đây nó muốn nói rằng một nguyện ước rằng đối với một vị tỳ kheo tu tập phải có một đại nguyện, nguyện rằng mình phải thành tựu, mình phải chấm dứt khổ đau sinh tử, thành tựu đạo quả giải thoát cho đến khi đó đó, và mình thành tựu được và giải thoát được các lậu hoặc, khỏi các lậu hoặc. Thì trên cái nhìn của Đức Phật thì vị tỳ kheo ấy chói sáng, không phải riêng cả khu rừng của sinh ra, mà chói sáng trong tam giới này, chính là vị đã hoàn toàn đoạn lậu, diệt lậu. Chúng ta thấy nếu chúng ta có sự nghiệm suy kỹ những lời dạy, những cách trả lời của chư hiền thánh tăng và Đức Phật ngài xác lập khẳng định cái lời nói của chính ngài, nó đều là những nấc thang, những con đường dẫn về bờ giác, chứ không có khác. Nhưng Đức Phật mới khẳng định lại cuối cùng cho các thầy tỳ kheo, tu tập là chúng ta phải nhớ, chúng ta phải có một cái định vị, định lượng như vậy. Thì kính thưa quý vị, chúng ta là người học Phật Pháp, thì như lời kết luận của Thượng Tọa Điện Ảnh rất là tuyệt vời. Những cái gì Đức Phật ngài khen ngợi tất cả các vị đó như một cách, nói một cách chân chính, trải lòng một cách chân thành, từ cái sở đắc, sở chứng, sở tâm, sở tánh của mọi người cá nhân, thì câu trả lời của họ là như vậy. Cho nên chúng ta cũng không khen, không chê, đừng có khen, đừng có chê, mà tất cả chúng ta phải có nhìn đa dạng, có nhìn phổ quát, và không bị giới hạn, không bị cục bộ,
không bị dính mắc ở một cái mấu chốt nào trong tinh thần pháp và luật, trong tinh thần giáo lý, thì chúng ta trọn vẹn đi về cái bờ giải thoát, chúng ta hưởng trọn vẹn cái pháp vị của chính Đức Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày của ý nghĩa của bài kinh Đại Kinh Sườn Bò là như vậy. Giờ này có nhiều chư tôn đức tăng hôm nay tham dự cái lớp học, chắc chắn quý ngài sẽ thảo luận để cho các bạn hôm nay được thành tựu đầy đủ viên. Chúng con kính chấm thức nhất tại nơi đây, xin kính dân phần phước lành đến Đức Trời, đến Đức Tế Đại Thiên Nhân, các vị chư thiên quý vị chánh pháp, các vị chư thần chư thiên chúng sinh tại nơi đây, và kính dân phần phước lành với ngài, mong tất cả được an lạc, được thắng quá trong Phật pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Khai Giá. Sau thuộc cái trường tỏa thì quyền và chi thông đức và chú ý phục định sau thoát hỏi từ chủ quyền, chúng ta bước qua phần thảo luận. Và trước nhất xin được hỏi là trường tỏa pháp đăng có mặt ở trước máy không? Nếu trường tỏa nghe được, xin trường tỏa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, trường pháp đăng, chúng ta thấy rằng khi mà trình bày ý kiến của mình về câu trả lời là vị tỳ kheo nào sẽ làm cho khu rừng vô sinh giá chói sáng, thì hầu như tất cả những câu trả lời đó đều dựa trên cái sở trường của mình hết. Thí dụ như tôn giả Ananda thì nói rằng một vị đa văn, tôn giả những đức khác thì nói là một vị mà thành tựu được thiên giảng. Giáo đang có nghĩ rằng đó là vấn đề đề cao cá nhân không? Và nếu hỏi rằng nếu không đề cao cá nhân, tại sao các vị đã nói về cái sở trường của mình, và chính vì cái chuyện đó làm cho khu rừng bị được chói sáng, xin thượng tọa đang chia sẻ một vài cái suy nghĩ của thượng tọa về điểm này, kính chính thượng tọa. Alo. Alo, nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì trong cái câu con pháp đăng cái đảnh lễ Đức Tam Bảo, phần kính đảnh lễ thượng tọa Đề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, tọa Tề Quyền, tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tính, Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức Tăng, kính chào mấy bạn cô tu nữ thần trà Phật tử. Thì khi nói đến vấn đề này đó thì mình có thể tìm một vấn đề khác để mình làm để sáng tỏ lên. Giống như là những vị đệ tử xin Đức Phật đứng ra để chinh phục luật sư ngoại đạo vậy. Thì cũng giống như là khi mà chư thánh trình bày ý kiến của mình để làm sáng tỏ cái khu rừng Gô Xin Cá này đó, thì điều thể hiện cái gì mình đạt được. Thì cũng như là luật sư ngoại đạo mà nó thách thức vậy, thì các vị đệ tử từ xuất gia đến những cư sĩ có khả năng đó đều bày tỏ để chinh phục sư ngoại đạo. Thì Đức Phật vẫn biết những vị này có khả năng để chinh phục luật sư ngoại đạo, vì những vị luật sư ngoại đạo không có gì hết. Những người đó chỉ là không có gì hết, chứ không phải như là những vị đệ tử cư sĩ của Đức Phật mà đã thành tựu được những thần thông. Không nói đến hàng xuất gia, mà nếu mà nói từ hàng xuất gia đó, hàng cư sĩ thì đều là những vị đạt được những cái thần thông thắng trí. Điều này thì nó cũng giống như là Đức Phật nói rằng khu rừng Vô Xuyên Cá được chói sáng đó, thì các vị tỳ kheo đó đều nói lên cái việc mà thành đạt của mình. Giống như bây giờ mình hết, hiện tại bây giờ mình có được bao nhiêu như vậy đó, thì đó là cái sự nỗ lực của mình ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Ví dụ như Ngài Anuruddha Thá thì Ngài có về thiên nhãn thông, thì Ngài muốn bày tỏ như vậy là làm sáng tỏ, vì cái đó là một cái nội lực hiện có của những vị đó. Cũng như Ngài Ananda thì Ngài
cái nội lực của ngài là những cái Phật ngôn, và đó là những cái thắng hạnh của ngài đối với người tối thắng. Thì ngài cũng bày tỏ lên vấn đề này. Thì như vậy đó, thì thật sự đó, thì quý vị biết rằng các cái đệ tử đó đều nói lên như vậy, nhưng mà Đức Phật đó, thì ngài biết như thế nào là đủ cái khả năng để kiện toàn hết, mình gọi là chói sáng. Thì chúng ta hiểu điều này nó giống như là Đức Phật ngài vẫn biết những vị tỳ khưu đó đạt được như vậy, nhưng mà nếu mà hoàn hảo đó là phải như vậy, hoàn hảo là phải như vậy. Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy thường thường thì chúng ta vẫn biết rằng khi mà so sánh đó, thì cái nào là hoàn hảo nhất, còn cái nào là nó chỉ thể hiện một một phần trong sự hoàn hảo, nó chưa phải hoàn toàn hoàn toàn. Giống như thất tịnh vậy đó, giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nhi tịnh, nó từng phần như vậy, nó từng phần như vậy, nhưng mà hoàn hảo hết đó, thì gọi là toàn phần. Còn khi mà mình thành tựu một phần như vậy đó thì chưa phải là hoàn hảo hết. Thì nó cũng giống như vậy, khi mà các vị đệ tử đó mà bày tỏ đó, bày tỏ từng từng phần như vậy đó, nhưng mà nếu vị nào mà toàn phần như vậy đó thì thật sự là hoàn hảo. Như vậy đó, thì theo nghĩ rằng đó, cái các vị đó đó đã có những cái thành tựu trong lúc hiện tại, hiện tại của mình đối với lời dạy của Đức Phật, là mình như vậy là được thành tựu như vậy. Nhưng mà nói lên như vậy, nhưng mà Đức Phật á, thì ngài cho cái khung chung gọi là hoàn hảo á, thì nó phải như vậy, toàn bộ như vậy. Như vậy thì theo con nghĩ rằng á, các vị đó không phải là đề cao, đề cao, nhưng mà giống như bây giờ người cha muốn biết được sự thành công của đứa con, bằng một vị thành công trên phương diện cái đào tạo, một vị trong thành công trong phương diện nhiếp phục, trong phương diện quảng bá sản phẩm vậy đó, nó cũng giống như vậy. Nhưng mà nếu một người mà nó đạt được hết toàn diện thì mới gọi là một cái người có khả năng để điều hành. Thì chúng ta cũng hiểu như vậy, giống như là một cái doanh nhân mà họ thành đạt, nhưng mà trên phương diện này phương diện kia, nhưng mà phương diện tổng thể đó, để toàn phần đó, thì một người phải đủ khả năng như vậy đó thì mới gọi là cái phương diện toàn phần. Thì cũng giống như vậy, khi mà các vị đó, đó bày tỏ cái khả năng của mình, cái khả năng mà hiện có của mình đó, nhưng mà Đức Phật ngài biết rằng cái đó là chỉ là một cái sự trình bày biểu lộ cái một phần ở trong các cái phần toàn diện thôi. Nhưng mà nếu vị nào mà có được toàn diện như vậy đó thì gọi là toàn phần. Thì Đức Phật ngày biết được á, ngày được á, là một cái vị mà toàn phần á, là phải có cái nội lực về phương diện này, phương diện kia, phương diện nọ đó, nó các cái phần tổng hợp như vậy đó thì được gọi là chói sáng hơn. Thì cái này cũng, điểm này nó cũng giống như là cái điểm so sánh một cái vật mà mình gọi là giống như cái vật đó nó hoàn hảo từ toàn bộ, hoàn hảo toàn bộ thì gọi là hoàn hảo. Thí dụ chúng ta thấy một cái vị mà được 32 cái đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp mà gọi là hoàn hảo toàn phần. Nhưng mà nếu mình có được 5-7 cái tướng đẹp, 10-20 cái tướng đẹp đó, thì cũng là cái khả năng của người đó. Nhưng mà nếu mà toàn diện đó, thì nó phải là như vậy. Thì theo con nghĩ rằng trong cái việc mà Đức Phật gọi là cái rừng vô sinh á, chói sáng đó, thì mỗi vị trình bày theo cái diện của mình. Nhưng mà Đức Phật ngài biết được cái toàn diện. Nếu một cái vị mà như vậy đó thì nó sẽ là toàn diện hơn những cái vị mà về một phần. Ví dụ mình nói rằng khi mình nói đến lời dạy của Đức Phật đó, thì mình phải nói là phần giới, phần định và phần tuệ, kiện toàn ba phần như vậy đó thì mới gọi là kiện toàn.
Chứ nếu vẹn toàn trong một phần thì nó cũng chưa gọi là hoàn hoàn hảo. Thì khu rừng Cô Xin Gá cũng giống như vậy, nó chói sáng lại chói sáng toàn phần về phương diện cây cối, đất đá, trên phương diện những cái vật hiện có đó nó được hoàn hảo hết. Thì cũng như vậy, khi một người mà trụ ở chỗ nào đó mà hoàn hảo như vậy thì nó làm chói sáng lên. Thì theo cũng nghĩ rằng như vậy, nên nó trong cái câu trả lời này đó thì có nghĩ rằng các vị không phải là đề cao cái cá nhân, nhưng mà muốn bày tỏ theo ý của mình như vậy là chói sáng. Nhưng mà Đức Phật Ngài biết như thế nào gọi là hoàn hảo, thì theo con nghĩ là như vậy, chứ không phải là vì đó bày tỏ cái cá nhân của mình. Vì các vị đó cái việc mà thành tựu của mình tới mức độ đó thôi, chứ còn chưa có gọi là hoàn toàn. Cũng như mình ấy, nếu mà Ngài Ananda thì lúc bây giờ Ngài trình bày chỉ Ngài chỉ là vị thánh hữu học thôi, chứ không phải là vị thánh vô lậu hoàn toàn. Nên Ngài bây giờ cái khả năng của Ngài có như đó thì Ngài trình bày như đó thôi. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa, nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa nói thêm. Bây giờ con xin gửi mic cho thượng tọa. Thưa chư tổ pháp đăng, chư tổ pháp đăng thượng tọa có nghe được không? Nếu chư tổ pháp đăng đang ở trước máy, xin kính thỉnh chư tổ pháp đăng pháp đăng trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa hỏi chư tổ pháp đăng, chư tổ có ở trước máy và nghe được không? Dạ. Chư tổ pháp đăng có một điểm mà nếu chúng ta đọc trong kinh chúng ta hơi ngạc nhiên, là thông thường thì cái vị mà gọi là có cái sở trường và chuyên giải về A Tỳ Đàm, về Abhidhamma, về thống pháp là tôn giả Xá Lợi Phất. Nhưng mà qua bài kinh này dường như là cái vị mà dạy về thống pháp thì là tôn giả Mục Kiền Liên. Tại vì ngày tán thán về điểm này, thượng tọa nghĩ như thế nào? Xin kính thỉnh ý kiến của thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt-tha-ya, Nam Mô Tham-ma-ya, Nam Mô Sang-kha-ya. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, đầy được Phật tính, đầy được Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thượng nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Theo con thì con nghĩ thì bởi vì Ngài Xá Lợi Phất thì được biết như là Ngài là một bậc đệ nhất về trí tuệ, thì cái việc mà chúng ta học về A Phi Thâm đó, thì đó là cái bộ môn cũng như là những điều gì mà được các ngài triển khai qua bằng cái phương pháp phân tích đó, thì cái khả năng trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất đó, bởi vì Ngài có đủ cái khả năng đó để mà triển khai phân tích tất cả các thứ ở trong giáo pháp này. Được biết đó thì Ngài Xá Lợi Phất sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng từ ở cõi trời Đau Lợi, rồi Ngài về Ngài giảng lại cho Ngài Xá Lợi Phất, về sau này hình thành thành A Phi Thâm, đó là theo truyền thống. Thì con nghĩ rằng cái điều đó là cái khả năng của Ngài Xá Lợi Phất về phân tích tất cả. Còn riêng về vấn đề mà trong nội dung của cái bài kinh này đó, thì theo con nghĩ rằng ngày một qua cái bài kinh này thì mình thấy Ngài Mục Kiền Liên, tức là Ngài Móc Canh La Ná đó, Ngài cũng có cái khả năng phân tích đó. Thì điều này đó, con nghĩ rằng cái sở chứng và cái sở chứng, cái sở đắc, khả năng thì mỗi người có riêng, nhưng mà rồi đó là cái sở chứng, sở đắc thì nó đều là giống chung với nhau. Bởi vì ở chỗ đó là hai vị đều là thượng thủ thinh văn, mặc dù là một vị đệ nhất về trí tuệ, một vị đệ nhất về thần thông, nhưng mà rồi đó thì cái sở chứng sở đắc đó nó đồng chung.
Cho nên là khi mà con nghĩ là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài giống như trong kinh mô tả rằng khi nào mà không có Đức Phật đó, thì hai vị này có đủ khả năng để mà giảng giải cái lời dạy của Đức Phật, thay thế Đức Phật để mà giảng dạy cái nội dung giáo điển, giáo pháp của Đức Phật. Thì ở đây con nghĩ rằng cái sở chứng và sở đắc của Ngài Mục Kiền Liên cũng như là Ngài Xá Lợi Phất đó, thì giống nhau, đồng nhau, mặc dù cái khả năng chuyên biệt của một vị đệ nhất về thần thông, rồi một vị đệ nhất về trí tuệ, thì con nghĩ rằng cái điều này nó có cái điểm chung. Vì vậy cho nên là theo con nghĩ rằng nội dung chánh pháp thì cái khả năng của mỗi vị, giống như là nói cái bài kinh hôm nay đó, là sở dĩ mà chư vị tỳ kheo rồi nói lên cái sở chứng sở đắc của mình, rồi bàn luận về giáo pháp để cho sáng tỏ, chói sáng cái khu rừng Goxinga này, thì con nghĩ rằng cái đó cũng nói lên cái sở chứng và sở đắc của mỗi vị, và nhiều cái sở chứng sở đắc khác nhau đó, để tuy là khác nhau nhưng mà đều có một cái điểm chung đó, làm chói sáng cho cái giáo pháp này. Bởi vì giáo pháp này đó thì theo con nghĩ đó thì cũng tùy theo cái căn duyên của mỗi người, và mỗi một vị thì có một cái khuynh hướng khác nhau, nhưng mà đều chung tụ chung cho cái nội dung giáo điển lời dạy của Đức Phật để hướng đến cái sự giác ngộ, và để mà hướng đến cái sự giác ngộ đó thì không có cái gì qua khác bằng cái con đường phạm hạnh mà như Đức Phật đã dạy ở trong giới định và tuệ đó. Thì mỗi một vị hành giả tu tập cũng phải đi theo cái con đường đó, mặc dù là trong cái cách diễn giảng cũng như là sở khả năng riêng biệt của mỗi vị đó thì có khác, nhưng mà gom chung lại đó, tụ chung lại đó, thì có thể nói lên cái sở chứng sở đắc của một bậc thánh. Mà cái con đường mà Đức Phật đã giáo truyền đó, giới định tuệ đó, thì các vị thánh đều đi qua, đều thực hành trải qua hết. Và khi mà nói đến cái sở chứng sở đắc thì con nghĩ rằng mỗi vị có cái cách trình bày, nhưng mà tụ chung lại là cái con đường đó đều là đi đến cái đoạn trừ các cái lậu hoặc phiền não, giải thoát. Cho nên ở đây thì theo con nghĩ rằng về cái nội dung giáo điển cũng như là lời dạy của chư vị, con nghĩ rằng mỗi vị trình bày một cái khía cạnh khác nhau ở trong cái sự thành tựu hay là sở chứng của mình, nhưng mà đều là nói đến cái con đường mà các ngài đã tự thân thực nghiệm về những lời dạy của Đức Phật bằng cách là tu tập rồi chứng đắc liễu ngộ về cái pháp môn lời dạy của Đức Phật, mà điều đó nó bằng được 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 kiểm qua bằng cái mỗi vị tự có cái khả năng chứng đắc giống nhau về ở trên phương diện giải thoát. Thì con nghĩ như vậy, cho nên con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nếu con chi chưa đủ thì con kính thỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sao thuộc cái trình thì tòa pháp tính đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có mặt ở trước máy không và nghe được không? Đại đức pháp tính có một điểm này cũng hơi khó, là mình nghĩ rằng khi mà đã đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn giải thoát như ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Lưu Ly Tháng, thì lẽ ra thì các ngài phải giống nhau trong một câu trả lời mà rất là tinh thần. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy các ngài trả lời khác nhau hoàn toàn. Thì đại chúng pháp tính có cảm nhận như thế nào về điểm này? Kính thỉnh đại chúng pháp tính. Nam mô dạ.
Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Quy, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu thảo luận số 3 thì ở đây đó hỏi rằng tại sao các bậc thánh có cái sự mà có nghĩa là đạt đến cái cảnh giới tịch tịnh giống nhau nhưng mà cái suy nghĩ vẫn khác biệt lớn như vậy. Thì ở đây đó, theo cái ý con nghĩ rằng là đối với cái sự giải thoát đoạn trừ phiền não thì các ngài đoạn trừ phiền não giống nhau. Thì như đại vị không tính quan hệ cầm biết lại trong rung không còn nghe được nữa. Dạ. Chứ quý vị quan hệ chờ đợi trong gì đó. Xin thỉnh đại vị không tính quan hệ trở lại. Thưa quý vị, có lẽ đại vị không tính đang bị gián đoạn đường truyền. Quý vị quan hệ chờ đợi trong gì đó. Dạ, xin thỉnh đại vị không tính quan hệ cầm biết lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, quý vị có, dạ, con cảm ơn thượng tọa lúc nãy, cảm ơn quý vị. Ở trong cái câu thảo luận này, thì theo cái ý của con nghĩ rằng, đối với các bậc thánh, thì lậu hoặc đã đoạn trừ giống nhau. Nhưng mà nói về cái cách thuyết giảng, hoặc là cái cách trình bày, của các vị thì có cái sự khác nhau. Thì ở đây thì nghĩ rằng là phụ thuộc vào những vị thí dụ như là có cái ba la mật già dặn, có nghĩa là cái ba la mật được huân tập lâu hơn, hoặc là đối với có những vị do thiên về trí tuệ thành ra đó, cái sự giải thích nó có cái sự khác biệt, cũng như là cái cách trình bày. Cũng như ở đây đó, có thể quý vị tạm thời hiểu rằng giống như là chúng ta đi học ở trong trường học, thì ở trong một cái khối học đó thì có 2-3 vị thầy dạy về toán học. Thì những cái vị thầy dạy về toán học đó, thì thật sự ra đó, thì các cái vị thầy đó đều phải tốt nghiệp sư phạm ra thì đi dạy. Nhưng mà cái cách dạy của các vị thầy mà ở trong cái bộ môn toán đó, thì coi như là cái sự mà trình bày những cái cách mà để mà giải toán hoặc là làm bài tập toán thì sẽ khác nhau. Nhưng mà cái đáp số đó nó ra cũng đồng đáp số, có nghĩa là giống đáp số với nhau. Thì ở trong đó có vị thầy thì coi như là chúng ta nhớ cách giải đó, chúng ta biết rằng là cái vị thầy nó cái trình độ nó thoáng hơn, hoặc là cái vị thầy kia khi mà cũng giải cái bài toán cũng ra cái đáp số như vậy, nhưng mà cái trình độ nó cũng như là nó giản dị hơn. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với chúng ta ở cái người dân của chúng ta khi mà ở các cái miền nó khác nhau đó, mình cũng có cái cách trình bày nó cũng như là nó có cái sự có chỗ thì sẽ trình bày bằng một cách logic, nhưng mà cái kết quả cuối cùng nó cũng giống như là một người mà người ta trình bày một cách dân dã, có nghĩa là
một cái cách bình dân, nhưng mà cái kết quả cuối cùng thì nó cũng giống nhau như vậy đó. Thì ở trong cái câu thảo luận này đó, thì chúng tôi muốn nói rằng là đối với các bậc thánh thì do các vị các ba la mật được quân tập nó khác nhau, hoặc là đối với các vị có vị thì coi như là cũng là trí tuệ, cũng thuộc về cái hạnh trí tuệ, nhưng mà có vị thì lại có tứ tuệ phân tích, có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp đã huân tu về những cái cách biện tài biện giải, thành ra đó là coi như là cái cách giải thích chúng ta thấy rằng là muốn nói về ở trong khía cạnh nào cũng được, rộng cũng được, sâu cũng được, và hoặc là bài do cái hạnh về cái trí tuệ của các vị khác nhau, thành ra chúng ta thấy có những cái tóm lại ở trong cái câu thảo luận này đó, thì con nghĩ rằng là giống nhau, nhưng mà cái cách trả lời hoặc là cái cách trình bày của các vị có cái sự khác nhau là do ảnh hưởng ba la mật, có nghĩa là có những vị huân tu ba la mật rất là đầy, rất là dài dặn, có vị thì huân tu ba la mật thì một cách vừa đủ thôi, thành ra do vậy mà hai bậc có cái sự mà trình bày hoặc là trả lời nó có cái sự khác nhau là do những cái trường hợp. Đây là những ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 3 này. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Sao thuộc cái trường về Đức Phật tính. Sư Minh Thông có nghe được không? Nếu Sư Minh Thông đang ở trước máy, xin Sư Minh Thông trả lời cho câu thảo luận số 4 là câu thảo luận sau cùng của bài học hôm nay. Sư Minh Thông, chúng ta thấy rằng các vị thánh đệ tử Đức Phật khi mà được hỏi cùng một câu hỏi thì đều có trả lời khác biệt. Nhưng mà Đức Thế Tôn này là ngài khen tất cả. Thì dựa trên những gì mà trong kinh văn ghi lại đó, thì Sư Minh Thông có thể giải thích tại sao Đức Phật khen tất cả trong lúc những câu trả lời đều khác biệt. Kính thỉnh Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con Sư Minh Thông, con tuân lệnh Sư Phụ có ý kiến cho cái câu thảo luận số 4, hỏi rằng tại sao Đức Thế Tôn tán thán tất cả trong lúc tất cả câu hỏi đều khác biệt. Kính thưa Sư Phụ, Thế Tôn tán thán tất cả là vì Thế Tôn là Thế Tôn, thưa Sư Phụ. Bởi vì giáo pháp mà Thế Tôn đã giảng ra thì nghe nói thì có 84.000 pháp môn, mà chư tỳ kheo ở đây toàn là những bậc thượng thủ thanh văn, ngoại trừ ngài Kassapa, ngài Sambhuta và Moggallana, thì những người đó là thành tổ mỗi người 20 cái ba la mật, còn những người khác thì cũng là tương đương như vậy. Và con thấy là ngài Kassapa, những cái bài trả lời của ngài Kassapa và ngài Sambhuta và ngài Anuruddha thì mỗi người tùy cái sở chứng và cái thành tựu khi mà mình tu hành. Thí dụ như ngài Kassapa thì ngài nói về hạnh Đầu Đà, thì tất cả những điều ngài nói thì toàn là những cái sở chứng của ngài, và cái điều đó là điều mà những người nghe có thể là noi theo để mà tu học. Còn ngài Sambhuta thì ngài nói về cái điều tâm đó, và tất cả những cái điều gì đó thì ngài giảng giải như vậy, thì nếu mà chúng ta đọc theo những lời ngài Sambhuta thì chúng ta có thể học tập theo ngài mà có thể thành tựu những cái đạo quả mà chúng ta mơ ước. Thì tất cả những cái sở chứng của những chư vị thượng thủ thanh văn và những người thanh văn rất là lỗi lạc như ông Kassapa hay là Anuruddha, thành ra những người này trình bày những cái sở chứng, sở tri của mình và trình bày một cách rất là rõ ràng. Và chúng ta thì con thấy là con chỉ biết là kính phục và những người này, những vị đệ tử thanh văn của Đức Phật đã trình bày như như là
các ngài đã trình bày, và con chỉ thấy rằng chúng ta chỉ thấy là mình khâm phục và học hỏi theo chư vị đó mà thôi. Là bởi vì cái sự mà cái sở chứng của những người đó thì con thấy quá là tuyệt vời. Là ngài trình bày mà chúng ta thấy là như thật, có thấy trước mặt mình mà mình nghe mà mình tưởng là mình có thể làm theo dễ dàng. Thành ra con rất là hạnh phúc và rất là tán thán cái trí tuệ của chư vị đó. Kính thưa sư phụ, và con thấy là dầu rằng cái hành trì con đường đi khác nhau, nhưng mà đều là tất cả những cái hạnh đó đều là có mục đích là diệt tận, đoạn tận cái phiền não, và để thấy được cái chân lý. Thấy được chân lý là cái người đó trong cái sở hành của họ là đều là vô tham, vô sân, vô si, và đầy đủ tâm từ bi hỷ xả. Và đó là cái hạnh rốt ráo của những người mà đã còn đang là hữu dư y nước bàn, mà vẫn là thông dong tự tại trên trần gian này mà không vướng bận ở trần gian. Và đó cho nên là thông dong đi trong cõi ta bà này mà không những cái phiền não, những cái defilement, tức là những cái cấu nhiễm của thế gian này mà giờ nhập vào trong tâm họ hoàn toàn không có. Họ là những người thông dong tự tại, sống trong đời trần gian, trần ai mà không có nhiễm trần ai. Thì đó là con điều mà chúng ta có thể học mà tu hành để có thể sớm hay muộn, năm ba chục kiếp, năm ba trăm kiếp, năm ba ngàn kiếp, thì có thể đạt được những cái điều mà các ngài đã thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng giải thêm những điều mà con nói không đúng, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú, xin trân trọng thông. Chư Thục Đức và thưa quý Phật tử, còn vài phút sau cùng xin được tiếp lời của Chư Tăng để có thêm một vài chia sẻ về kinh này. Tất nhiên là trước nhất chúng ta có thể nhìn thấy rằng đa số đều nghĩ rằng chân lý chỉ có một, và trong tất cả lý lẽ đúng, mà cái điều đúng là chỉ có một ở trong muôn một. Kỳ thật thì đúng rằng có những điều không có nhiều hơn được. Ví dụ như đạo ly tham là cái đạo buông xả, không có dính mắc, tức là một ở trong những đặc tính của chánh pháp, điều đó không có phủ nhận được. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong thế giới này còn có một cái lĩnh vực, mà lĩnh vực đó đôi khi nó không có nó không có một cái khung, nó không có một cái quy định là cái đó đẹp hay là xấu, đúng hay là sai, mà đơn thuần là dựa lên trên tùy vào cái sự cảm nhận, tùy vào mỗi cá nhân. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là khi trong mùa đại dịch chúng về sự lây nhiễm, thì ngày hôm nay người ta thấy rằng khi mà mình đi vào ở trong cái chỗ mà đông người, đừng có mang khẩu trang mà tốt như N95, thì quả thật là có cái kết quả tốt để phòng chống bệnh dịch, và nhiều quốc gia trên thế giới đều nhận. Thì đó không phải là một cái câu trả lời nên trả lời theo tư kiến của mình, mà nên trả lời theo cái sự nghiên cứu của khoa học. Nhưng mà rồi các khẩu trang, cái đẹp cái xấu, chúng ta thấy rằng khẩu trang chưa bao giờ mà đến một cái mức độ mà có nhiều màu, nhiều sắc như ngày hôm nay, và bảo rằng cái khẩu trang nào đẹp hay không đẹp á, thì cái đẹp hay không đẹp á, nó không có nó không thể có một cái chuẩn để chúng ta nói rằng cái này đẹp hay là cái kia đẹp, mà đơn thuần là tùy vào cái mỹ quan và cảm nhận của mỗi người. Bây giờ chúng ta nói về có một sự khác biệt giữa chư vị đệ tử Phật và Đức Phật khi mà nhìn vấn đề.
Thưa quý vị, tất cả chư đệ tử Phật đều là hành trì Ba La Mật, và ở cái mức độ nào đó thì các vị vẫn dựa trên một thứ, đó là sở trường. Giống như trong sự tu tập thì nói riêng về năm căn, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, thì mỗi một cái căn như vậy có mạnh có yếu sở trường. Hay trong lúc tu tập thì có những vị nghiêng về thần thông, có vị nghiêng về, nhưng mà riêng về Đức Thế Tôn, riêng về Đức Thế Tôn thì Ngài có một cái điểm là Ngài không có nghiêng về sở trường, và Ngài nghiêng về cái sự buông xả. Và cái khả năng buông xả của Ngài là buông xả tất cả các vật ngoại thân, buông xả về tứ chi, những gì liên quan đến nội thân, và kể cả buông bỏ mạng sống của Ngài, đem Ba La Mật. Ở trong cái sự buông bỏ như vậy đó, nó là một sự buông bỏ tận cùng. Ngài vượt lên trên tất cả, và bởi vì Ngài không còn vướng mắc một điều gì, thật ra Ngài không có dựa cái sự tu tập của Ngài ở vào cái sở trường cá nhân. Và ở sở trường cá nhân, chúng tôi lấy một cái thí dụ như là ở trong cái ngành điện toán, ngành điện toán thì những kỹ sư về computer science có những vị giỏi về nhu liệu, về cương liệu, về hardware, về software, có những vị giỏi về graphic. Nhưng mà những điều đó không thể so sánh với Steve Jobs. Ông Steve Jobs là người tạo ra Apple đó, thì cái nhìn của ông không thể nói ông nghiêng về một thứ nào được. Và tại vì sao vậy? Tại vì ông phải có một cái khả năng trùm để ông có thể vận dụng được tất cả những sở trường khác. Phải nói về các kỹ sư đó, thì mình phải nói về sở trường. Nhưng mà nói về một cái người mà đứng trên hết và có thể huy động và xài hết thì người ta không nói về sở trường. Nói Steve Jobs, ông giỏi về nhu liệu, giỏi về phần cứng, phần mềm, hay giỏi về graphic, hay giỏi về media, multimedia, vân vân, mình không thể nói như vậy được. Tại vì cái người này đã phải là một người mà có thể xài được tất cả, có thể đứng trên tất cả. Và đối với một người như vậy không có thể nói về sở trường được. Thì thật ra ở trong hai câu hỏi này là câu hỏi không giải thành lập. Thì riêng đối với các vị thánh đệ tử Phật thì các vị chỉ có một cách là các vị trả lời theo cái khuynh hướng lúc mình tu tập và lúc mình chứng đắc và lúc mà mình hành quả. Ví dụ như ngài ngài Đại Ca Diếp, ngài Maha Ca Diếp thì thứ vị ngài hoàn toàn giải thoát, ngài có thiền chứng, có thần thông, và ngài cũng có con đệ gì thì phải mặc y phấn tảo, phải đi khất thực, phải ngủ trong rừng, vân vân, ngủ cỏ gây. Nhưng mà ngài có một cái công hạnh mà ngài luôn luôn canh cánh với lòng là làm sao để làm gương cho hậu thế. Tại vì ngài thấy rằng tất cả chúng ta thường là có khuynh hướng là bám víu vào tiện nghi, bám víu vào cái đầy đủ, bám víu vào cái gì mà nó tiện lợi, nó tốt cho mình. Thật ra ngài muốn làm gương ra một cái đời sống là đời sống buông xả, đời sống giản dị, đời sống bần hàn. Vậy đó, thì cái hạnh đó của ngài ngài Maha Ca Diếp là một cái khuynh hướng mà lúc mà ngài tu tập Ba La Mật và cũng như sau khi ngài đắc đạo chứng quả rồi, do đó ngài chọn con đường Đầu Đà. Thì thưa quý vị, ngài Ananda thì ngài từng đã phát nguyện trở thành một vị thị giả Phật, trở thành một vị văn, một vị thủ kho chánh pháp. Thành ra điều đó nó đã đi vào trong cái kiếp hiện tại, ngài trở thành một vị thị giả bậc nhất chính thức của Đức Phật. Mặc dù Đức Phật có nhiều thị giả nhưng không ai bằng Tôn giả Ananda. Và chính ngài là vị đã cống hiến rất nhiều cho cuộc cách tập Tam Tạng lần đầu. Và do ngài, ngày hôm nay chúng ta có những bài kinh để học. Thì chúng ta thấy như vậy là tất cả đệ Phật đều có cái sở trường và đều có sở trường của mình. Nhưng mà riêng về Đức Phật thì ngài không có dựa trên sở trường. Một vị chánh đẳng giác về phương diện nhớ kiếp quốc không có giới hạn,
về phương diện thần thông không có giới hạn, về phương diện trí tuệ không có giới hạn, và ngài không còn có chịu ảnh hưởng bất cứ điều gì liên quan đến những thói quen của quá khứ mà các vị thiên văn có, Đức Phật không có, ngài vượt lên trên. Và ngài cũng cho câu trả lời của ngài. Thì ở đây chúng ta có ba bài học mà chúng ta nên nhớ. Một là có những lĩnh vực ở trong thế gian, đặc biệt là về nghệ thuật, đặc biệt là về mỹ quan, cái đẹp, cái xấu thì nó không có khuôn khổ. Và chúng ta không nói một cái bài thơ nào là đẹp tuyệt đối hơn tất cả, chúng ta không nói bức tranh nào đẹp tuyệt đối hơn tất cả, mà mỗi người chỉ có thể trả lời dựa trên cái cảm nhận rất riêng tư của mình. À, đối với tôi thì bức tranh vẽ như vậy là đẹp, đối với tôi một bản nhạc như vậy là hay, đối với tôi một thức ăn là ngon. Thì mình chỉ có thể trả lời một cách thành thực dựa trên cái sự cảm nhận của mình, và không nên nghĩ rằng đó phải là chuẩn mực cho tất cả. Cái vấn đề của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta tin rằng cái gì đẹp, tin rằng cái gì tốt, cái gì đúng thì chúng ta áp đặt trên tất cả mọi người. Ai cũng phải tin như vậy. Nếu ai không tin giống như tôi thì người đó có tội. Nếu ai không tin giống như tôi là người đã phản quốc. Nếu ai không tin giống như tôi đó thì đó là người xấu. Thì cái cách nói đó, đó là cách nói của phàm phu. Và các bậc thánh, các ngài có gì biệt nhưng mà không có bất đồng. Chúng ta đôi khi rất giống nhau mà lại rất là bất đồng. Và cái bất đồng của chúng ta là chỉ phô diễn cái bản ngã của chúng ta, chứ chúng ta không nói lên cái cảm nhận thực sự của mình. Chúng ta xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha-dhamma. Kính chương chư vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Óp Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc khắc tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Xin nhờ cô Nhật Huỳnh, cô Lăng và Nguyệt mở kinh cuối buổi học hôm nay. Xin cảm ơn.